kính chào quý vị đang nghe bản tin 11 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay ngày 1 tháng 6 với sự đồng hành của Gôn Long Thành. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt tại các cảng hàng không từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2023 đối với chuyến bay nội địa. Theo đó, Tại quay check-in và khi boarding, tại điểm kiểm tra an ninh hàng không chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách làm thủ tục đi máy bay theo hai bước. Bước 1, yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách. Bước 2, thực hiện đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với người thật và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử của mình vào việc thí điểm. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật. Đồng thời, tại quầy check-in, luôn kiểm tra an ninh hàng không, điểm bắt đinh thí điểm phải có biển bản thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách tự nguyện làm thủ tục đi máy bay. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Xuân Cường đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Thanh, Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở này, thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Ông Huỳnh Văn Thanh sinh năm 1969, quê quán tỉnh Đồng Tháp, trình độ chuyên môn, thạc sĩ hành chính công, kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế, trình độ chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bổ nhiệm ông Bùi Anh Huấn, giám đốc ban chuẩn bị đầu tư, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, giữ chức vụ phó trưởng ban ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, thời gian giữ chức vụ 5 năm. Ông Bùi Anh Huấn sinh năm 1984, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, trình độ chuyên môn, thạc sĩ phát triển giao thông đô thị, trình độ chính trị, cao cấp lý luận chính trị, phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Giang Thanh và ông Bùi Anh Huấn bày tỏ cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Hai ông đồng thời hứa phấn đấu nâng cao thực thi công vụ, không ngừng rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, góp phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6, một nguồn tin cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi ban pháp chế hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 2.156 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 1.534 trên 2.156 vụ, đạt tỷ lệ 71,15%, bắt giữ 2.527 người. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 1.009 vụ, 2.417 đối tượng phạm tội hoặc vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 31,6 kg heroin. 5,93 kg cocaine, 30,1 kg cần sa và 69 cây cần sa tươi, 641,36 kg ma túy tổng hợp, đã khởi tố 837 vụ, 1.285 bị can, xử lý hành chính 165 vụ, 1.123 đối tượng. Điển hình như vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh do cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an phát hiện vào ngày 16 tháng 3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kết quả điều tra đã khởi tố 57 vụ án, 129 bị can để điều tra về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, xử lý hành chính 37 đối tượng, thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp các loại, hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm núp bóng các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 vụ án, 33 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 1 tháng 6, nguồn tin từ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, cơ quan này đã tra quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trước đó, ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Dôi, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người tố giác là ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Tuấn đã gửi đơn đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Sau đó, cơ quan này đã chuyển đơn của ông Tuấn đến phó giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị, nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, báo người lao động tổ chức tuyển dụng phóng viên, yêu cầu nam, nữ, từ 22 đến 32 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc sau đại học, ưu tiên báo chí truyền thông hoặc các ngành thuộc khối xã hội và nhân văn. Sử dụng tiếng Việt thông thạo, diễn đạt văn bản tốt, hiểu biết về báo chí, truyền thông, đặc biệt là báo điện tử và mạng xã hội, có kiến thức và kỹ năng làm báo, biết tiếng Anh là một lợi thế, thành thạo tinh học văn phòng, thực hành được cơ bản về quay video, chụp ảnh, đồ họa. Thời hạn nhận hồ sơ, từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023, ứng viên có thể chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ, online và nộp hồ sơ trực tiếp, chi tiết thông tin. Ứng viên có thể theo dõi trên báo người lao động điện tử. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay tăng tiếp khi nhu cầu ẩn vốn vào kim loại quý nóng lên, dù thị trường dự báo Mỹ còn tăng thêm lãi suất. Giá vàng hôm nay giao dịch tại 1965 đô la Mỹ một ounce, tăng 5 đô la Mỹ so với mức giá cùng thời điểm hôm trước. Tại Việt Nam, giá vàng miếng SCC được mua vào 66,5 triệu đồng một lượng, bán ra 66,9 triệu đồng, giảm 50.000 đồng so với sáng hôm qua. Dàn dẫn 4 số 9 giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào, còn 55,7 triệu đồng và giảm 150.000 đồng ở chiều bán ra, xuống 56,65 triệu đồng. Trên lệch mua bán vàng dẫn SCC dẫn ở mức cao là 950.000 đồng một lượng, trong khi trên lệch mua bán vàng miếng SCC ở mức 600.000 đồng. Điều này khiến người mua vàng dẫn sẽ bị lỗ ngay gần 1 triệu đồng một lượng. Quý vị đang nghe podcast Người 1:30 30 của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên Hiệp Quốc đề xuất Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuẩn bị cho việc vận chuyển ammonia của Nga qua Ukraine, trong bối cảnh cố gắng cứu vãn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Liên Hiệp Quốc muốn tổ chức các cuộc đàm phán song song về việc mở rộng, thỏa thuận Biển Đen đã được thống nhất vào tháng 7 năm 2022, bao gồm việc thêm các cảng của Ukraine và các hàng hóa khác. Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến, ngũ cốc biển đen giữa Moscow và Ukraine hồi năm ngoái để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng. Tháng này, Nga vừa đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 2 tháng. Thế nhưng, Moscow cho biết sáng kiến này sẽ chấm dứt, trừ khi các bên đạt được một thỏa thuận nhằm khắc phục những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Các yêu cầu mà Moscow đưa ra bao gồm việc nối lại quá trình vận chuyển ammonia áp, từ Nga qua lãnh thổ Ukraine đến cảng Piveni ở Odessa nơi xuất khẩu mặt hàng này. Quá trình vận chuyển khí Ammoniac qua đường ống đã bị tạm dừng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý với đề xuất mới nhằm cải thiện hoạt động trong hành lang xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, nhưng Nga vẫn chưa phản hồi. Khi được hỏi về thông tin nêu trên tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, Stephen Dujaric cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Thưa quý vị, một vật thể không gian bí ẩn đã âm thầm bám theo trái đất từ năm 100 trước công nguyên, hoạt động như một mặt trăng không toàn vẹn, đó là một tiểu hành tinh, chỉ vừa mới được phát hiện và được đặt tên là 2023 fj 13 Các nhà khoa học coi nó như một loại chuẩn trăng hay bán mặt trăng, vì nó không hoạt động như một vệ tinh hoàn hảo như thiên thể mang tên mặt trăng mà chúng ta vẫn thấy trên bầu trời. 2023 fj 13 thực ra không quay quanh trái đất mà quay quanh mặt trời. Nhưng với quỹ đạo gần như song song với trái đất nên trở thành người bạn đồng hành với chúng ta. Nó cũng đã bị một chút lực hấp dẫn của trái đất tác động, điều góp phần giữ trạng thái đồng hành. Nó có thể tiếp tục đi theo quỹ đạo này và đồng hành với trái đất cho đến tận năm 3700. Mặc dù bay gần trái đất nhưng nó sẽ không va chạm với chúng ta nhờ một quỹ đạo tương đối an toàn và ổn định. Theo NASA, các ước tính cho thấy 2023 FPK13 có đường kính 15 m và cách trái đất 14 triệu km, nhỏ và gần hơn nhiều so với mặt trăng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Minh Diễm và Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Côn Long Thành đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.